Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục học môn quản trị server 2. Bài học số 7 của chúng ta đó là cấu hình dịch vụ terminal service. Dịch vụ terminal service là dịch vụ thế nào? Dịch vụ cho phép chúng ta cài các phần mềm trên máy chủ và cho phép các máy khách tại client có thể kết nối và sử dụng các chương trình trên máy chủ đó, gọi là dịch vụ terminal service. Thì chúng ta sẽ xem các nội dung học có gồm nội dung bài học này gồm những mục như sau. Thứ nhất, chúng ta giới thiệu về và cài đặt dịch vụ terminal service. Thứ hai là chúng ta tạo, sau khi chúng ta cài đặt xong rồi, chúng ta tạo và cấp quyền remote desktop cho các user mà ở trên máy client muốn kết nối vào terminal server. Thứ ba là kết nối vào terminal server bằng phương pháp remote desktop. Thứ tư là kết nối vào terminal server bằng phương pháp truy cập web, để chúng ta có thể qua trình duyệt web chúng ta có thể chạy các ứng dụng trên server, và chúng ta cài đặt và kết nối tới remote AIP, chúng ta triển khai cái hệ thống, tức là các phần triển khai các phần mềm trên server và tại máy khách chúng ta có thể kết nối các phần mềm đó. Và cuối cùng là chúng ta tạo file MSD cho các cái ứng dụng remote desktop tại cài tại các máy khách. Thì cái slide đầu tiên tôi sẽ giới thiệu với các bạn về dịch vụ terminal service. Chúng ta thấy ở trong cái hình này chúng ta thấy thì đây là một server terminal service, server là một terminal server, và đây là các máy khách, đây là các máy khách, các máy client. Thế thì dịch vụ terminal service là dịch vụ nào? Thế thì dịch vụ terminal service là dịch vụ là cho phép cài các phần mềm trên server. Chúng ta cài các phần mềm, ví dụ chúng ta có cả công ty chúng ta có một bộ Office, có một bộ mua bản quyền, một bộ Microsoft Word, ở bộ Office chúng ta cài cái bộ Office Word trên server, và tại các máy khách này chúng ta có thể truy cập qua giao diện web hoặc qua giao diện web hoặc remote desktop kết nối đến server để chúng ta cùng trên các máy chạm chúng ta cùng thể sử dụng Word, và chúng ta không cần cài cái ứng dụng ở trên máy khách. Như vậy là chi phí bản quyền phần mềm nó sẽ giảm xuống rất nhiều. Ví dụ chúng ta cài một license trên một máy, đây chúng ta chỉ việc cài trên máy thôi, còn ví dụ các máy khách chúng ta không phải cài trên cái máy khách nữa, mà chúng ta sẽ kết nối qua giao diện web hoặc chúng ta cài các bộ file MSD. Thứ hai là phương pháp truy cập qua, để làm thế nào để các máy khách truy cập đến cái server terminal service, để thì chúng ta có thể dùng các phương thức như là chúng ta có thể sử dụng trình duyệt web, chúng ta có thể sử dụng qua trình duyệt web, chúng ta có thể chạy các ứng dụng phía server, hoặc là chúng ta có thể triển khai trên server, chúng ta có thể triển khai các file, ví dụ file MSD để chúng ta cài đặt trên các máy client, để khi chúng ta chạy các ứng dụng nhỏ như vậy nó sẽ kết nối đến server và nó hoạt động. Đấy. Thì đấy là tư tưởng của dịch vụ terminal service. Thế đây tôi muốn nói một cái ở đây là một cái ví dụ, giới thiệu một cái ví dụ. Ví dụ chúng ta đã cài cái ví dụ là cái chúng ta có một terminal server, chúng ta đã triển khai dịch vụ Word, Microsoft Office Word, chúng ta công ty chúng ta mua một license cho Word và chúng ta sẽ cài trên server, và tại đó khi đó tất cả ví dụ 50 nhân viên của công ty thì được cấp 50 cái account, và khi đó gì nhỉ? Sau khi là 50 nhân viên đấy có thể truy cập vào địa chỉ của server, và chúng ta cùng đều tất cả 50 người đấy đều dùng được Microsoft Word và chúng ta không phải cài trên cái máy khách của chúng ta. Thì đấy là một ví dụ về chạy cái ứng dụng remote AAP của terminal server. Như vậy chúng ta ở cái slide này tôi đã nói chúng ta một cái ví dụ để là sử dụng dịch vụ terminal service. Chúng ta đây cái hình này tôi sẽ giới thiệu chúng ta để cái mô hình mạng của chúng ta demo. Thế thì chúng ta ở đây chúng ta có một terminal service server, terminal server. Đây tên là terminal server này. Địa chỉ IP là 6.192.168.6.8 này. Gateway là 192.168.6.1. Rồi, cái thứ hai là một cái domain controller là IP là 6.2.192.168.6.2. Gateway là 192.168.6.1. Và các cái máy khách chúng ta giả lập hai máy khách. Thứ nhất, máy khách thứ nhất là client 1 là có địa chỉ IP 192.168.6.100, DNS là 192.168.6.2 và client 2. Đấy, chúng ta đây là mô hình mạng, chúng ta sẽ triển khai mô hình ứng dụng trên terminal server này. Chúng ta sẽ cài bộ Microsoft Office Word, chúng ta cài vào đây, và tại các máy khách ở đây chúng ta có thể dùng qua trình duyệt các ví dụ máy khách 6.100, 6.101, 6.200, chúng ta có thể dùng trình duyệt, chúng ta kết nối vào cái địa chỉ IP của terminal server để chúng ta cùng sử dụng cái phần mềm Microsoft Office Word. Phần tiếp theo là tôi sẽ hướng dẫn các bạn triển khai cái dịch vụ terminal service trên máy dịch vụ terminal service trên máy server. Thế thì để mà triển khai cái dịch vụ terminal service này, chúng ta phải cài cái dịch vụ terminal service trên server.
Thế thì để cài là các bạn làm như sau. Các bạn vào Start Administrative Tool, sau đó các bạn chọn vào mục Server Manager, các bạn chọn mục Server Manager. Tương tự như các cái bước cài đặt của các cài đặt cả của các dịch vụ trước như dịch vụ DNS, DHCP vân vân, thì chúng ta vào cái giao diện gọi là Server Manager. Sau đó các bạn vào Role, các bạn chọn mục Add Role. Sau đó thì các bạn đây là một cái giao diện để chúng ta cần chọn các phần mềm cài đặt, thì chúng ta các bạn check vào cho tôi mục gọi Terminal Service, chúng ta check cái mục term dịch vụ Terminal Service và sau đó chúng ta nhấp Next. Phần tiếp theo thì là ở trong cái dịch vụ Terminal Service nó sẽ có 4, có 5 cái dịch vụ. Thế chúng ta check vào hai cái dịch vụ là Terminal Server và dịch vụ Terminal Server Terminal Server Web Access, là cho phép là cài dịch vụ Terminal Server trên máy đó và cho phép chúng ta triển khai dịch vụ truy cập qua web. Còn các dịch vụ này chúng ta và chúng ta sẽ cần check vào hai cái dịch vụ, hai cái mục này, sau đó chúng ta cài đặt. Và sau khi check vào hai cái mục này, sau khi chúng ta check vào mục TS Web Access thì là chúng ta muốn truy cập qua web, thì như vậy là chúng ta phải cần hệ thống phần cần phải cài một cái dịch vụ gọi là IIS, đúng không? Các bạn ngồi trước các bạn đã học IIS. Như vậy chúng ta muốn truy cập qua dịch vụ web thì chúng ta phải cài IIS server, đúng không ạ? Thế thì sau khi chúng ta check vào mục TS Terminal Service Web Access thì tự động hệ thống sẽ yêu cầu cài đặt web server IIS, và chúng ta chọn mục Add Require Role Service, chúng ta chọn mục này để nó tiếp tục cài thêm cái dịch vụ Terminal dịch vụ web server IIS. Đấy, tức là mặc định chúng ta sẽ gì nhỉ, cài dịch vụ Terminal Service, và trong quá trình chúng ta check vào mục web set thì nó sẽ thêm cài tính năng mới, nó cài thêm cái IIS server. Một cái giao diện tiếp theo là giao diện gọi là Authentication Method for Terminal Server, tức là phương pháp xác thực, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ chọn mục, tức là phương pháp xác thực để mà kết nối Terminal Server thì chúng ta phải có account, đúng không? Có rất nhiều phương pháp xác thực, đúng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ chọn phương pháp Do Not Require Network Level Authentication, check cái mục thứ hai. Các bạn check cái mục thứ hai nhé. Sau đó trong cửa sổ Specify License Mode for Configurator, tức là nó đã yêu cầu đòi về licensing, tức là về bản quyền ấy, thì chúng ta chọn mục Configurator, thì mặc định là 120 ngày nó mới đòi cái license. Mặc định là nó đòi sẽ là cho 120 ngày để chúng ta có thể cái license. Thì các bạn chọn Configurator. Tiếp theo, cửa sổ tiếp theo là nó sẽ yêu cầu là nó trong cửa sổ gọi là Select User Group Allow Access to Terminal Server, tức là chọn cái người dùng và nhóm người dùng mà cho phép truy cập đến cái máy Terminal Server, tức là chúng ta sẽ cho những account nào, cho phép những nhóm người dùng nào truy cập đến Terminal Server, thì các bạn sẽ gì nhỉ? Các bạn sẽ chọn mục Add, đúng không? Sau các bạn có chọn cái nhóm hoặc các người dùng mà được phép truy cập đến Terminal Server. Thì ở đây mặc định là cái nhóm admin cheater là cái nhóm quyền cao nhất thì được đến tất cả mọi dịch vụ, đúng không? Cho nên là nó sẽ có mặt trong cái thành viên của nhóm Terminal Server. Đấy, chứ các bạn muốn thêm một nhóm nào hoặc thành viên nào, hoặc là một thành viên tài khoản người dùng nào hoặc là tài khoản nhóm nào, thì chúng ta chọn một S và chúng ta sẽ giống như là quá trình chia sẻ file, chúng ta chọn cái nhóm hoặc là chọn người dùng để gán, để cho phép là gì nhỉ, cái người dùng đó hoặc nhóm đó được phép là truy cập đến Terminal Server. Thế thì sau bước đó thì nó sẽ ra một bước, là bước này là nó bởi vì chúng ta chọn cái dịch vụ là cài đặt dịch vụ Terminal Service, chúng ta check ở mục web access, cho nên nó mặc định nó sẽ trong mục web server nó tự động nó check các cái yêu cầu đó vào, và chúng ta mục này để chúng ta view qua, chúng ta nhấp next thôi. Phần tiếp theo là sau khi mình như vậy là tôi đã hướng dẫn chúng ta cài đặt xong dịch vụ. Thế sau khi cài đặt xong dịch vụ, mình sẽ gì nhỉ? Mình sẽ bật tính năng remote desktop ở máy để cho phép người dùng ấy, để chúng ta cho phép người dùng hoặc nhóm người dùng muốn truy cập qua vào Terminal Service qua cái dịch vụ remote desktop. Tức là cái dịch vụ Terminal Service là cho phép hai chúng ta tại máy khách chúng ta có thể truy cập vào máy chủ qua hai phương thức. Một là các bạn remote desktop và các bạn làm. Hai là gì nhỉ? Hai là các bạn có thể truy cập qua dịch vụ qua giao thức HTTP qua web. Thế trên web nó cũng có cho hai phương thức, là trên web cũng cho hai phương thức. Một là chúng ta có thể sử dụng cái trình chạy các ứng dụng trên nền web, ví dụ Microsoft vừa rồi tôi đã giới thiệu, chúng ta có thể kích vào cái biểu tượng Word trên cái trang web, là chúng ta có thể sử dụng ngay cái phần mềm Microsoft. Hoặc là chúng ta có thể Terminal Service vào, chúng ta có thể remote desktop vào server qua giao diện web.
Đấy là một tính năng mới của Terminal Service ở bản Windows Server 2.8. Thế thì chúng ta muốn để bật cái tính năng Remote Desktop thì các bạn gì nhỉ? Các bạn chọn kích phải chuột vào My Computer, kích chọn kích vào My Computer, các bạn kích phải chuột vào mục là VT. Sau đó thì trong mục là System Setting thì các bạn chọn mục là Allow Collision from Computer Running Any Version of Remote Desktop. Tức là ở đây chúng ta cho phép là tất cả các máy tính này có thể sử dụng một phiên bản bất kỳ của Remote Desktop nào cũng được. Có thể chúng ta dùng WinXP hoặc Win 7 hoặc Win Server, chúng ta đều có thể kết nối vào Terminal Service qua dịch vụ Remote Desktop. Sau đây tôi sẽ demo cho chúng ta cái cài đặt dịch vụ Terminal Service và bật tính năng Remote Desktop ở trên máy Terminal Server đấy, trên máy server để chúng ta có thể kết nối vào. Thế thì mô hình triển khai của chúng ta như sau. Chúng ta có hai cái gì nhỉ? Hai cái máy, một là Terminal Server và một cái là Terminal client, Terminal Service client. Thì cái hai cái này chúng ta để cùng các mạng và cùng một mạng nhé. Chúng ta để cùng ở đây chúng ta tôi để bridge hoặc chúng ta có thể để cùng với VMnet cũng được. Thứ hai là cái Terminal Service. Tương tự như thế chúng ta để cùng bridge. Để cùng cùng mạng là bridge hoặc một VMnet nào cũng được. Rồi bây giờ chúng ta đăng nhập vào cái Terminal Server chúng ta cài. Rồi, thế cái trên này chúng ta sẽ làm như sau. Cái địa chỉ IP chúng ta sẽ kiểm tra địa chỉ IP của cái máy này. Rồi cái địa chỉ IP của máy này như sau. Là 192.168.6.8 đúng không các bạn? Rồi, 192.168.6.8 MAC là default. MAC là 255.255.250. Còn default way là 192.968.6.1. Chúng ta muốn dùng dịch vụ DNS thì chúng ta thêm cái DNS, chúng ta cài ở đây tôi sẽ demo cần hai cái thôi. Và thứ hai cái terminal client thì cái máy này thì có địa chỉ IP là có địa chỉ IP là 192 một đây chúng ta sẽ vào xem địa chỉ IP của máy này. Cái máy T terminal client thì chúng ta thấy IP là 192.168.6.100 và default way là 6.1. Và cái máy này chúng ta sẽ giả lập là máy client để kết nối vào. Chúng ta có thể dùng máy Win dùng Win 7 Win XP được. Ở đây chúng ta dùng server cũng được. Rồi chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta chọn start này để cài dịch vụ Terminal Service này, chúng ta cài chọn start này, chọn program này, chọn administrative tool này. Các bạn chọn mục Server Manager. Rồi cửa sổ Service Manager xuất hiện, chúng ta chọn mục Role. Để hệ thống nó sưu tập các dịch vụ collecting data, sau đó chúng ta sẽ hiển thị là cái tính năng add role ở đây. Chúng ta chọn add role nhé. Các bạn nhấp next này. Rồi các bạn cài chọn check vào cho tôi mục gọi terminal service trong cái mục gọi là select role ấy thì các bạn chọn mục là terminal service. Các bạn nhấp next. Rồi các bạn nhấp next tiếp theo, bước tiếp theo nhấp next. Ở trong cái gọi là select role service này trong cái mục thì chúng ta check hai mục loại là Terminal Server, chúng ta cài dịch vụ Terminal Server và hai chúng ta check cái mục Terminal Web Access. Đấy, thì chúng ta sau khi chọn qua truy cập web thì nó yêu cầu cái server đúng không ạ? Vâng, thì các bạn chọn Add Required Role Service, tức là mình cho phép cài các cái yêu cầu của cái gói này. Các bạn nhấp next. Các bạn nhấp next. Các bạn ở một cái mục gọi là mục phương pháp gọi là Specify Authentication Method for Terminal Server, tức là chọn cái phương pháp xác thực ấy thì chúng ta chọn mục gì nhỉ? Chọn mục dưới là Do not require network level authentication. Các bạn nhấp next. Ở cái mục mà nói về licensing mode ấy thì chúng ta chọn chọn mục config later để mặc định 120 gì nhỉ? 120 ngày xong rồi license. Các bạn nhấp next. Rồi ở trong cái mục gọi là select user and tức là chọn cái nhóm mà select user allow access to this terminal server, tức là cho phép
nhóm hoặc người dùng truy cập tới cái dịch vụ là terminal server ấy, thì chúng ta chọn bộ gì nhỉ? Chúng ta có thể add hoặc chúng ta để chọn sau cũng được, tí chúng ta gán sau cũng được, không sao cả. Các bạn nhấp next. À, các bạn nhấp next tiếp theo. Ở cái giao diện này thì là bởi vì chúng ta check vào vùng lấy nó yêu cầu chúng ta muốn truy cập qua dịch vụ web Terminal Service Access, web access, cho nên nó đòi yêu cầu cài IIS server. Chúng ta check các mục này, chúng ta muốn cài thêm cái tính năng gì thì chúng ta có thể check vào đây. Hoặc các bạn muốn cài IIS luôn thì các bạn có thể check vào đây luôn, đúng không ạ? Các bạn nhấn next nhá. Rồi sau đây là nó gọi summary, nó lại confirm, tức là nó xác nhận lại các thông tin này đã đúng chưa, confirm installation session xem là mình chọn đúng chưa. Nếu chưa chọn sai thì mình quay lại và review lại. Nếu đúng thì chúng ta kích instant, ở đây chúng ta kích instant. Rồi thì sau khi cài cái dịch vụ terminal service này một thì là hệ thống yêu cầu chúng ta khởi động lại hệ thống nhá, thì chúng ta khởi động lại hệ thống. Chúng ta yêu cầu hệ thống chúng ta khởi động lại, chúng ta chọn khởi động lại hệ thống. Như vậy chúng ta đã cài xong cái dịch vụ Terminal Service trên máy chủ. Chúng ta quay lại bài học. Chúng ta tiếp theo. À, phần tiếp theo là chúng ta phải tạo cái tài khoản mà cho phép là từ máy khách kết nối đến gì nhỉ? Đến Terminal Service đúng không? Terminal Server. Thì chúng ta tạo tài khoản thì các bạn vào cái máy, các bạn vào cái máy Terminal Server, các bạn tạo tài khoản trên hệ thống. Hoặc nếu mà chúng ta triển khai dịch vụ qua dịch vụ là Active Directory thì các bạn có thể là cài qua dịch vụ tạo trên Active Directory. Thế để tạo tài khoản chúng ta tạo các tài khoản, ví dụ ở đây tôi tạo tài khoản T1 TS1, tài khoản Terminal Service 1 đấy. Rồi sau đó sau khi tạo tài khoản xong thì các bạn chú ý là để mà cái tài khoản chúng ta muốn được là remote desktop vào hệ thống của chúng ta ấy, hoặc thì chúng ta phải chọn chọn cái gán cho các cái tài khoản người dùng thuộc nhóm remote desktop user đấy. Thì sau đó thì chúng ta phải gán cái tài khoản TS1 này thuộc vào nhóm gì nhỉ? Remote Desktop User. Đấy thì cái account TS1 chúng ta mới có khả năng là remote desktop vào server. Như vậy chúng ta có thể tạo các tài khoản, chúng ta muốn bao nhiêu người dùng thì chúng ta tạo bấy nhiêu tài khoản và chúng ta cho gán vào cái nhóm Remote Desktop User. Phần tiếp theo là để cho phép là cái gì, để cho phép các tài khoản vừa chúng ta tạo, ví dụ TS1, TS2 vừa rồi chúng ta tạo muốn là gì nhỉ, muốn truy cập được vào qua tự vào terminal server qua giao diện web vân vân, thì chúng ta phải tạo một VOC. Là VOC đó thì chúng ta phải chọn VOC như sau. Chúng ta vào start, các bạn chọn vào cửa sổ chế độ giao diện, vào start, vào chúng ta gõ vào gp update, gp edit, sau đó các bạn gì nhỉ, vào cửa sổ các bạn chọn cục commuter, configuration, các bạn chọn một window setting. Sau đó các bạn chọn mục Security Setting, các bạn chọn mục Local VOC, các bạn chọn mục User Assignment, tức là cái quyền người dùng ấy. Các bạn sẽ chọn cho tôi mục là Allow Log On Through Terminal Service. Các bạn phải check cái VOC này. Các bạn phải gán những cái tài khoản đấy được phép là Terminal Server. Các bạn sẽ chọn cái VOC là cho phép là đăng nhập qua Terminal Server và các bạn nhận gán những cái người dùng nào hoặc nhóm người dùng nào sẽ được qua phép qua được phép Terminal Server. À, tiếp theo chúng ta sẽ chúng ta sẽ pha sang phần demo, cái tính năng bật tính năng Remote Desktop và chúng ta tạo tài khoản và chúng ta tạo VOC trên Terminal Server. Thế thì các bạn vào máy Terminal Server thì các bạn làm như sau. Thứ nhất là bật tính năng Remote Desktop ấy, thì cho người dùng thì chúng ta làm sao?
chúng ta kích vào, phải chuột vào converter, chọn property. Các bạn chọn mục set, có thể chọn mục trên setting hoặc là remote setting được. Tôi cho các bạn chọn mục trên setting. Thế ở trong cái tab remote ấy, các bạn chọn cái tab remote này. Rồi các bạn ở đây mặc định nó không cho phép kết nối đúng không ạ? Thế bây giờ chúng ta sẽ cho phép kết nối, chúng ta chọn gì nhỉ? Allow connection from computer running any version of remote desktop. Thì chúng ta cho tất các phiên bản remote desktop, ví dụ trên WinXP, trên Win gì nhỉ? Win 7, trên Win Server 2.8 đều được khả năng là remote desktop. Các bạn ấn OK. Các bạn OK. Đấy, như vậy là chúng ta đã hướng dẫn chúng ta bật tính năng remote desktop lên. Các bạn chọn trên setting nhá. Các bạn chọn remote desktop này. Các bạn chọn allow đúng không? Allow connection from computer running any. Tức là chúng ta phiên bản remote desktop thì có bản remote desktop 6 chấm cho XP và 6.1 cho Win 7 và Win Server 2.8. Bản chấm 6.1 chúng ta ấn OK. Các bạn đóng vào. Ở cái máy terminal server này, sau khi chúng ta cài đặt xong rồi chúng ta khởi động lại một lần nhá, thì lần sau tiếp là nó có cái tính năng là sưu tập lại một số thông tin, cho nên nó sẽ thu thập lại và bây giờ là mới hoàn thành đúng không? Bây giờ mới hoàn thành, các bạn ấn close. Rồi các bạn là xong. Thế để tạo user ở đây chúng ta sẽ tạo hai user nhá. Chúng ta sẽ tạo hai user, chúng ta có thể chọn mục manage hoặc là các bạn chọn mục để mà tạo hai user chúng ta có thể chọn mục gì nhỉ? Các bạn chọn mục computer management được. Các bạn tạo chọn mục gọi là các bạn chọn mục gọi là local user and group. Đấy, các bạn chọn mục user. Đấy, các bạn sẽ gì tạo hai user, tôi tạo hai user là TS1 TS2. Tôi chọn là TS1 này. Rồi, password. Chúng ta bỏ check cái mục, bỏ check mục này đi, không là mỗi lần đăng nhập nó lại bắt đổi mật khẩu một lần. Ở lần tiếp theo chúng ta nhập mật khẩu. Tiếp theo dưới chúng ta confirm mật khẩu. Rồi, các bạn nhấp click. Xong, chúng ta tạo một cái tài khoản thứ hai là TS2. Chúng ta rồi cái tên mặc định chúng ta để bỏ. Mật khẩu chúng ta nhập vào mật khẩu. Rồi các bạn ấn click. Rồi chúng ta tạo hai mật khẩu. Thế sau khi hai mật khẩu đã được tạo xong thì chúng ta phải gán quyền cho hai cái mật khẩu này vào cái nhóm, các nhóm gọi là nhóm remote desktop. Thì các nhóm người dùng chúng ta thấy đây, ở đây có rất nhiều nhóm người dùng đúng không các bạn? Đây thì các bạn phải gán nó vào nhóm remote desktop user, thì cái hai cái user 1, user 2 mới có quyền remote desktop được vào hệ thống đúng không ạ? Chúng ta thử nhá. Đây chúng ta thử này. Thế trên máy khách nhá, chúng ta thử trên máy khách xem bây giờ được remote chưa nhá. Rồi, chúng ta đăng nhập vào máy khách này. Rồi chúng ta muốn chạy dịch vụ remote desktop đến cái máy server, chúng ta chạy một là chọn mục gì nhỉ? Remote desktop connection, hoặc các bạn có thể chọn mục remote desktop connection đúng không ạ? Hoặc các bạn có thể gõ vào thế này cũng được. Các bạn gõ vào là MSTSC đúng không? Các bạn có thể gõ vào MSTSC cũng được. Đấy, đều chạy ra giao diện remote desktop. Thì tuy nhiên là chúng ta có thể dùng hai cách, là một là chúng ta chọn mục remote desktop, để tôi chọn lại nhá. Chúng ta có thể chọn mục này được, program này, accessory này, các bạn chọn mục remote desktop collection nhá. Cũng được. Hoặc chúng ta chọn gõ vào là MSTSC. Run này. MSTSC. Đấy. Thế bây giờ các bạn thử xem là cái bạn TS1, cái tài khoản TS1 được phép remote desktop chưa nhá. Chúng ta gõ vào 192.168.6.8 đúng không? Thế ở đây nó loại user, các bạn gõ vào TS1 đúng không ạ? Mật khẩu có TS1. Đúng không? Nó chưa gì nhỉ? Nó báo là hệ thống nó báo là chưa được phép remote desktop đúng không? Bởi vì chưa gọi là Lot authorize đúng không? Chưa phép đăng nhập này. Thế bây giờ chúng ta gán cái bạn user 1 vào đây. Chúng ta gán user 1 vào
gắn TS1 vào nhé. Để gắn TS1 thì chúng ta làm nào? Chúng ta kích phải chuột vào cái nhóm này, chọn mục OT đúng không ạ? Rồi các bạn chọn mục member hợp này, các bạn add vào đây, chọn mục add. Thì các bạn gõ là, các bạn có thể gõ remote. Các bạn, nếu mà các bạn không nhớ gõ thì các bạn có thể là chọn mục advanced này, các bạn search đi file nào này. Đấy, các bạn ở đây ra một loạt các cái nhóm, các bạn muốn vào nhóm nào các bạn gán vào. Ở đây chúng ta sẽ cho nó vào nhóm remote desktop đúng không ạ? Remote chúng ta đây, chúng ta sẽ cho vào nhóm này đúng không ạ? Các bạn ấn ok. Các bạn ok. Rồi, các bạn ấn ok. Rồi, như vậy là user 1 đã được phép remote desktop đúng không? Rồi, chúng ta ok nhá. Rồi, chúng ta xem này. Bây giờ sang máy khách thử xem user 1 được phép remote desktop chưa nhá. Rồi. Đây là TS1 này, đúng không? ABC này. Mật khẩu này. Đấy, như vậy là nó đã cho tính năng TS1, tài khoản TS1 vào remote desktop vào cái máy server này đúng không ạ? Chúng ta đang ngồi ở cái server thứ hai đấy. Đấy thì đây chúng ta đang remote desktop từ máy gì nhỉ? Máy TS client vào máy server đúng không? Rồi. Chúng ta thoát ra nhá. Rồi. Tương tự cái tài khoản của TS2 thì các bạn cũng gì nhỉ? Các bạn sẽ gì? Gán vào gì nhỉ? Gán vào nhóm remote desktop user. Các bạn chọn một member hợp. Các bạn gõ vào đây. Rồi các bạn không gõ quen thì các bạn vào tìm file cũng được cho chính xác. Remote các bạn gõ vào đây, các bạn check vào đây. Remote desktop user các bạn ấn ok. Các bạn ấn ok. Apply ok. Rồi như vậy là chúng ta đã tạo hai tài khoản TS1 và TS2 và gán vào thuộc nhóm remote desktop user. Chính vì vậy bây giờ hai user này đã được phép là gì nhỉ? Remote desktop từ máy từ xa vào cái máy server để làm về việc. Cách tuy nhiên để bây giờ hai user để hai user này bây giờ muốn là vào truy cập được vào qua dịch vụ web thì chúng ta phải sửa một số cái policy khác, chúng ta sẽ tạo như sau. Chúng ta thiện sửa policy sau. Chúng ta chọn start này. Các bạn chọn mục run này. Các bạn chọn mục gp edit, gõ vào gp edit. Gp edit. Tôi gõ lệnh như đây nhá, gp edit này. Gp này, edit này. .msc này. Ra cho phông to lên đúng không? Đấy, các bạn gõ mbedit.msc nhá. Các bạn gbedit.msc này. À, rồi các bạn ấn ok. Rồi thì đây là chính là cửa sổ soạn thảo group OC đúng không ạ? Rồi thì các bạn chọn như sau. Các bạn chọn mục gọi là mục computer commission, chọn trong mục này. Ở đây có hai mục computer và mục user, tức là ốp với tài khoản máy tính và tài khoản với người dùng. Các bạn chọn mục là Windows setting này. Rồi trong cái là phần này các bạn chọn mục security setting. Rồi trong cái mục này các bạn chọn tiếp theo là local VC. Rồi trong cái mục này các bạn chọn cho tôi mục user-side assignment. Rồi thế các bạn ở đây tìm các bạn sẽ chọn, các bạn mở rộng cửa sổ này ra. Các bạn chọn mục là cho phép đây, allow log on through terminal service. Các bạn chọn bố đi. Rồi thế các bạn cho gì nhỉ? Cho hai nhóm này gì nhỉ? Cho đây, cho nhóm remote desktop được phép gì nhỉ? Được phép là đăng nhập vào terminal service, sử dụng dịch vụ terminal service. Ok, chúng ta có thể add thêm gì nhỉ? Add thêm là TS1. Rồi vào. Chúng ta có thể add thêm TS2. Rồi, vào cái nhóm này, các bạn ok. Các bạn apply, các bạn ok. Các bạn đóng lại. Rồi các bạn update lại policy này. Chúng ta sẽ là dùng là gì nhỉ? Dùng lệnh gp update đúng không ạ? Trên fork đúng không ạ? Rồi các bạn gõ gp update trên fork. Để các bạn update lại để các bạn update lại BOC cho cái máy đó. Tiếp theo chúng ta quay như vậy tôi đã hướng dẫn chúng ta tạo cái gì nhỉ, demo cho chúng ta tạo cái tài khoản máy tính và bật tính năng remote desktop, tạo hai cái tài khoản máy tính và gì nhỉ, cho phép cái
tạo vô si cho phép là cái gì nhỉ, hai cái các cái tài khoản đấy được phép sự kết nối vào terminal server. Chúng ta quay lại bài học. Rồi thì tiếp theo là chúng ta để kết nối vào terminal server thì chúng ta là tại cái máy khách thì chúng ta gõ vào địa chỉ, chúng ta chạy cái dịch vụ remote desktop version. Chúng ta gõ vào địa chỉ IP của server, gõ vào username, sau đó chúng ta sẽ chọn collect. Như vừa nãy tôi demo thì nó đã collect vào hệ thống. Thế đây là cái giao diện sau khi chúng ta tại máy khách, tại cái máy 6.100 chúng ta đăng nhập, chúng ta dùng dịch vụ remote desktop vào server thì chúng ta thấy là với cái tài khoản TS1 chúng ta thấy là đây là cái giao diện trên server, chúng ta có thể ngồi từ máy khách làm việc trên trực tiếp trên server. Cách thứ hai để mà truy cập vào được hệ thống thì chúng ta có thể dùng dịch qua dịch vụ web, là các bạn trên máy khách ấy, trên máy 6.100 hoặc trên cái máy khách chúng ta gõ vào địa chỉ IP của máy server và chúng ta thêm cái từ TS, ví dụ HTTP IP của terminal server, thêm cái tham số TS tức là terminal service. Sau đó thì hệ thống nó sẽ đòi xác thực, chúng ta gõ vào cái một cái account gì nhỉ? Chúng ta gõ một cái account của trên hệ thống và ấn OK. Thế thì sau bước này thì là gì nhỉ? Là hệ thống nó là trên giao diện máy khách chúng ta có cái tùy chọn này, chúng ta đã kết nối vào trang chủ để và được phép truy cập vào terminal service. Thì chúng ta có hai tính năng, trên này có hai tính năng. Tính năng thứ nhất là ở remote AB program là chúng ta có thể chạy các phần mềm ứng dụng trên terminal server. Hai là remote desktop thì các bạn có thể cái tính năng ở trên Windows Server 2.8 là tính năng của nó rất là hay. Các bạn có thể remote desktop trên nền web luôn. Để remote desktop trên nền web thì chúng ta chọn mục remote desktop, các bạn gì nhỉ? Chọn địa chỉ IP, các bạn có thể chọn cái kích cỡ. Sau đó các bạn gì nhỉ? Collect. Sau khi collect thì nó chúng ta có thể remote vào cái máy server nhưng qua giao diện qua nền web. Chúng ta sang phần demo của cái phần kết nối qua web nhé. Rồi, thế thì chúng ta như sau, chúng ta tại máy khách này. Tại máy khách này. Chúng ta sẽ chạy như sau, chúng ta mở trình duyệt lên. Các bạn gõ vào địa chỉ HTTP của cái địa chỉ của IP của máy server đó là bao nhiêu nhỉ? 192.168.6.8 đúng không các bạn? Các bạn thêm hai tham số là TS. Các bạn ấn Enter. Rồi ở đây nó sẽ xác thực, nó sẽ cần cái một cái username, chúng ta gõ vào là TS1 đúng không ạ? Nhưng để cẩn thận nên chúng ta có thể chúng ta gõ vào TS1. Các bạn có thể gõ vào địa chỉ IP 192.168.6.8, sau đó sẹt cái TS1 thì nó chính xác hơn, tức là nó sẽ kết nối vào cái máy là 192.168.6.8 với cái user TS1 còn mật khẩu đây. Các bạn ấn OK. Rồi thì nó sẽ kết nối với hệ thống. OK, chúng ta chọn cái này add later. Các bạn chọn add cái này vào. Add cái địa chỉ IP này vào. Ấn close. Rồi. Đấy, thì đây đây là cái giao diện trên máy khách, đây là cái giao diện trên máy khách. Tại cái máy khách chúng ta có thể truy cập vào cái máy terminal server để chúng ta sử dụng dịch vụ. Ví dụ chúng ta có cài dịch vụ Word trên terminal server và chúng ta có thể từ đây chúng ta kết nối vào sử dụng Word, hoặc từ đây chúng ta muốn làm việc trên máy server là chúng ta có thể remote vào máy server chúng ta làm việc. Ở đây có hai cái tùy chọn, có hai cái tab, đó là tab remote AB và tab remote desktop. Cái remote ABB bởi vì chúng ta chưa triển khai nên chưa có. Tiếp theo là remote desktop version. Ở đây các bạn thấy đây, các bạn có thể là ngồi trên chính cái máy của các bạn có thể remote vào cái máy server mà không cần qua dịch vụ remote desktop nữa, mà các bạn qua dịch vụ web. Đấy, cái này tính năng hay mới của tấm nền server. Và các bạn có thể chọn kích thước cửa sổ, ví dụ 800 600 này. Đấy. Đúng chưa? Tôi muốn remote vào cái gì nhỉ? Cái server thì tôi có thể làm như sau, 192.168.6.8. Các bạn chọn collect. Rồi các tham số này chúng ta để mặc định, chúng ta check vào các tham số này nó cho phép sử dụng các tài nguyên ở trên máy tính, ví dụ như tài nguyên clipboard rồi printer vân vân. Chúng ta collect. Ở đây nó yêu cầu chứng thực một lần nữa là chúng ta nhập vào cái tài khoản của terminal sự cái tài khoản TS1 chúng ta nhập vào. Rồi nó đang kết nối vào hệ thống, nó đang kết nối vào remote desktop. Đấy. Như vậy là đây tại cái máy khách nhá, trên cái máy khách của chúng ta đúng không ạ? Đây. Trên cái máy khách của chúng ta. Chúng ta có thể gì nhỉ? Chúng ta có thể remote trên nền web đúng không? Cái tính năng đấy rất là hay. Đây chúng ta có thể làm việc trên server, chúng ta có thể
Ví dụ tôi có thể tạo, tôi đang là TS1 đúng không ạ? Rồi tôi có thể tạo một cái gì nhỉ? Một cái file trên đây, trên laptop. Đúng không? Tôi tạo một cái file trên laptop, tôi tạo một cái file này. Đúng không ạ? File dữ liệu 1 này, TS1 này, đúng không? Rồi. Tôi có thể đây là file TS1, file TS1. Rồi. Tôi save rồi, chúng ta save nhá. Rồi, chúng ta đóng lại. Rồi tôi có thể gì nhỉ? Tạo một cái thư mục trên thì đây, chúng ta thấy trong TS1 đây, chúng ta đấy, nó sẽ tạo một cái thư mục TS1. Chúng ta thấy này, đây này. Rồi chúng ta copy vào đây cũng được nhá, TS1 này. Rồi, tạo một cái file đấy, rồi. Như vậy chúng ta đấy, như vậy chúng ta ngồi tại máy khách chúng ta có thể kết nối vào máy chủ đúng không? Với nhưng mà chúng ta có thể kết nối vào máy chủ đúng không nhỉ? Rồi ok. Chúng ta đóng lại. Chúng ta thoát khỏi remote desktop, chúng ta đóng lại. Tương tự tài khoản TS2 cũng thế, vân. Rồi. Như vậy tôi đã demo cho chúng ta cái tính năng đó là cho phép sử dụng kết nối từ cái máy khách muốn kết nối vào terminal server qua cái dịch vụ qua giao thức web, qua gọi là TS web access thì chúng ta có thể cái tính năng rất hay, chúng ta có thể remote desktop vào gì nhỉ? Vào server nhưng không qua cái dịch vụ remote desktop mà chúng ta qua cái gì nhỉ? Qua giao diện web. Chúng ta quay lại bài học nhé. Phần tiếp theo thì tôi muốn thì chúng ta muốn triển khai một cái remote AAP, remote application, tức là trên máy server bây giờ ví dụ trong công ty chúng ta có gì nhỉ? Cái trước hết tôi nói về remote application là gì? Remote application là trên server mình cài một cái dịch vụ, một cái phần mềm. Ví dụ như là Microsoft Office Word ạ. Thế thì trên tất cả ví dụ chúng ta công ty chúng ta có 50 máy và một máy server, chúng ta không phải cài cái bộ Word lên trên 50 máy nữa mà chúng ta chỉ cần cài một bản trên server thôi và chúng ta triển khai cái Microsoft Word này thành cái gọi là remote AAP program và từ trên các 50 cái máy chạm kia chúng ta có thể kết nối đến cái server đấy và chúng ta đều 50 người, 50 tài khoản đều có thể làm việc với Word. Thì đấy gọi tính là đấy là một cái gọi ứng dụng của remote AAP program. Đấy, thế để triển khai chương trình này thì chúng ta làm như sau. Thì các bạn là tức là cái ứng dụng remote application là cho phép các máy khách này chạy cái ứng dụng trên server, như vậy chúng ta chỉ việc cài bật một bản trên server thôi, giảm công sức rất nhiều, giảm licensing, giảm phần mềm tiền bản quyền phần mềm rất nhiều đúng không? Rồi mà không hệ thống server không cần yêu cầu cấu hình cao bình thường. Thế để làm việc này thì chúng ta làm sau. Các bạn vào start này, program này, các bạn chọn mục admin tool, các bạn chọn mục terminal service này. Các bạn chọn mục terminal service remote remote AAP manager, các bạn chọn mục action. Đây, cái giao diện này gọi là terminal service remote AAP manager. Các bạn chọn mục action, các bạn sẽ chọn mục add remote AAP program, tức là chúng ta thêm một cái gì nhỉ? Một cái ứng dụng vào để thành cái ứng dụng remote AAP cho phép chạy từ xa đúng không? Rồi. Tiếp theo cửa sổ tiếp theo nó đây, đây là các phần mềm, đây là cho phép trong cái cửa sổ to program to add the remote AAP program list. Thì đây là danh sách các phần mềm mà chúng ta muốn triển khai. Ví dụ chúng ta muốn triển có chúng, trên máy tính của chúng ta có những phần mềm nào thì nó đều cho phép chúng ta chọn cái phần mềm đấy. Ví dụ như tôi có thể dùng tôi trên máy tôi cài Word thì chúng ta có thể check Word, trên máy chúng ta cài Excel chúng ta có thể check Excel, trên máy chúng ta cài phần mềm gì chúng ta có thể gì nhỉ? Các sản phẩm Microsoft thì chúng ta đều có thể check vào và trên máy khách chúng ta không cần cài cái phần mềm đấy. Đấy, thì ở đây chúng ta chọn cái phần mềm Microsoft Word. Các bạn chọn phần mềm mà chúng ta muốn cài đặt, muốn triển khai trên máy từ xa. Ví dụ tôi chọn Word. Và khi đó thì Word ở trên máy khách chúng ta không cần cài Word nữa, chúng ta chỉ cần truy cập vào cái địa chỉ IP của terminal service và chúng ta có thể làm việc bình thường. Thế sau khi mình triển khai ứng dụng mình chọn rồi thì ở đây nó sẽ đưa vào gọi là remote AAP program ạ. Thì đây là gì nhỉ? Danh sách các ứng dụng mà cho phép remote AAP, ví dụ ở đây Microsoft Word, chúng ta thấy đây, chúng ta chọn cái gì ở bên cái phần mềm ấy thì nó sẽ đưa vào đây một loạt các danh sách. Đấy, thì đây là dưới đây là gọi danh sách các cái phần mềm mà chúng ta muốn triển khai từ xa, tức là cho phép client có thể kết nối vào terminal service qua service mà không cần cài trên terminal server nữa. Thế thì sau khi triển khai xong ấy thì trên thế tại máy khách ấy, chúng ta muốn truy cập vào cái phần mềm Microsoft Word thì chúng ta gõ vào cái địa chỉ IP của server thêm TS và chúng ta chọn mục check cái mục gọi là cái tab remote AAP
và các bạn chọn cái danh sách các phần mềm các bạn muốn chạy. Ví dụ tôi muốn chạy Word thì tôi mở Word, tôi muốn chạy Excel tôi mở Excel, tôi muốn cái gì ở trên cái trong cái danh sách này hiển thị ở đây, các bạn muốn chạy phần mềm nào thì các bạn check ở phần mềm đấy. Rồi tiếp theo, thế sau khi mình kết nối vào, mình chọn kết nối vào thì nó sẽ đòi hỏi một số cái thông số, chúng ta cứ để mặc định, cái thông số này để mặc định. Các bạn chọn Connect nhá. Rồi đây là cái giao diện. Đấy đây sau khi mình xong kết nối xong với tài khoản TS1 đây thì đây là chúng ta kích vào Word, đây nó đây là một cái giao diện Word, chúng ta có thể làm việc trên cái bản Word. Đấy, và chúng ta có thể xếp vào thì nó sẽ lưu vào trên thư mục trên server. Đấy, ví dụ chúng ta có 10 TS1, TS2, TS50 thì có 50 người đấy sẽ được tự động xếp vào 50 cái thư mục của chúng ta. Đấy, chúng ta không phải lo bị mất dữ liệu ở trên máy client nữa, mà chúng ta sẽ tập trung vào backup dữ liệu trên server ở chính, và mỗi cái tài khoản người dùng nó sẽ có một thư, tạo một thư mục trên server và tự động lưu trên đấy, lưu trên hệ thống của server. Như vậy chúng ta giảm tải với cái việc sợ mất mát dữ liệu trên máy khách đi. Như vậy chúng ta tiếp tục chuyển sang demo cái phần này nhá. Demo triển khai cái ứng dụng Remote AD trên Microsoft Word và cách kết nối sử dụng nó như nào. Tôi sẽ chuyển sang phần demo. Thì chúng ta làm như sau. Trên máy server chúng ta làm như sau này, chúng ta chọn một terminal server này, chúng ta chọn như sau này. Chúng ta chọn program nhá, start program này. Rồi. Admin chip tool này, terminal service. Thế sau các bạn thấy là chú ý sau khi mình cài xong dịch vụ Terminal Service thì ở đây nó ra một thư mục là Terminal Service, và ở đây nó ra được bốn cái gì nhỉ? Đưa là 5 cái tùy chọn này, cái Remote Desktop này, cái các cái gọi là để kết nối vào, cho phép kết nối vào đi qua Remote Desktop này. Terminal Service Configuration là các cái tham số kết nối của Terminal Service. Cái gọi là Terminal Service Manager quản lý các cái gì nhỉ? Quản lý cái dịch vụ Terminal Service. Remote AV Manager là cho phép quản lý tất cả các cái chương trình ứng dụng mà chúng ta muốn triển khai dạng Remote AV. Và TS Access Administration là quản trị cái gì nhỉ? Cái truy cập web này. Thế bây giờ chúng ta sẽ chọn mục TS Remote AV Manager, chúng ta phải chọn mục này nhá. Rồi ở đây nó sẽ loạt lên, ở đây cái đây là cái giao diện của nó sử dụng của nó. Đây. Ở đây là rất nhiều. Ở đây các bạn chọn mục đầu tiên khi mà chưa chưa triển khai, chúng ta thấy là chưa có ứng dụng nào được phép remote AV đúng không? Rồi. Các bạn chọn mục action này. Các bạn chọn mục là add remote AV program thêm vào đúng không? Thêm vào ứng dụng từ xa. Ở đây hệ thống yêu cầu là lake, chúng ta nhấp lake. Ở đây trong cái mục to program to add the remote AV program list thì ở đây các bạn sẽ chọn danh sách các phần mềm các bạn muốn triển khai đúng không? Ví dụ tôi chọn là Word này. Đấy, tôi chọn Word. Các bạn muốn chọn gì chọn, các bạn chọn gì thì nó sẽ triển khai trên đấy. Ví dụ tôi chọn Word thôi. Nếu mà chúng ta cài đầy đủ bộ Office thì nó sẽ gì nhỉ? Nó sẽ cho phép chọn. Đó mà các bạn có phần mềm gì các bạn cài trên này thì nó sẽ cho phép chọn, chúng ta chọn cái đấy. Các bạn tiếp theo chọn, sau khi chọn xong chúng ta nhấp Next. Các bạn ấn Finish. Rồi thế sau khi chúng ta thấy là sau khi gì nhỉ, sau khi chọn xong thì nó đã đưa cái gọi là cái phần mềm ở trong cái danh sách Remote AVP, và đây là tên phần mềm Word đấy. Và bây giờ chúng ta có thể gì nhỉ, và bây giờ chúng ta có thể là kết nối từ máy khách từ xa, chúng ta có thể là kết nối vào Word chúng ta sử dụng rồi nhá. Chúng ta sang cái tại tại giao diện client này đấy, ở cái máy này nhá, tôi không cài Word nhá, bởi vì chúng ta sử dụng dịch vụ đấy là chúng ta không cài cần cài cái gì cả đúng không, không có Word đâu. Đấy. Rồi, thì chúng ta làm như sau. Chúng ta gõ là HTTP, cái địa chỉ IP của gì nhỉ? Của máy Termin Server 192.168.6.8 thêm cái tham số hay là TS. Đây, khi đó nó sẽ đòi một cái tài khoản này mà kết nối vào Termin Server. Ở đây chúng ta gõ vào TS1. Cẩn thận hơn thì chúng ta có thể thêm IP đây, 192.168.6.8. Chúng ta sẹt này nghĩa là cái tài khoản TS1 làm trên cái máy server 6.8 hoặc tên máy, mật khẩu. Rồi, các bạn ấn Administrator cái này đi. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đây là đây. Ở đây là các trong cái thư mục Remote AV program thì nó sẽ có Word ở đây. Đấy, chúng ta muốn sử dụng Word thì chúng ta kích vào đây. Rồi các bạn ấn Connect. Các bạn nhập vào cái tài khoản được phép Terminal.
các bạn nói ok, các bạn đợi một chút nó khởi khởi tạo cái gì nhỉ, cái dịch vụ này. Các bạn có thể ấn chi tiết thì xem một số cái tham số. Đấy, như vậy đây chúng ta đã có cái gì nhỉ? Đấy, nó đã có cái word đấy đúng không? Các bạn nhìn thấy chưa? Đây, nó đã có cái gì nhỉ? Cửa sổ word để chúng ta làm việc. Đấy, đây đây cửa sổ word chúng ta làm việc. Các bạn bỏ cái mục này đi. Bỏ đâu update, đầu tiên thì nó yêu cầu như thế. Rồi chúng ta sẽ gì nhỉ? Chúng ta sẽ đây cái cửa sổ web đây nhá. Đây cái bản Word đây đấy. Cái này nó hay cho phép là chúng ta không phải trong cửa sổ này chúng ta gắp vào đâu cũng được. Đấy, như là chúng ta làm Word thật trên Word thật đấy. Giống như là chúng ta đang triển khai trên cái phần mềm máy mình cài Word đấy. Thế các bạn có thể soạn thảo ví dụ đây. Đây là file này. Word của gì nhỉ? Của bạn này, của user TS1 đúng không? Đấy, rồi các bạn xong, làm xong các bạn xếp lại nhá, các bạn có thể soạn xếp lại này. Đúng không? Thì xếp thì sẽ mặc định là xếp vào thư mục của server đúng không? Đây các bạn thấy là xếp nó sẽ xếp vào thư mục mặc định của server này. Ok. Đấy, nó sẽ xếp lại. Rồi, chúng ta thấy chúng ta đóng lại nhá. Đấy. Tương tự bây giờ chúng ta sẽ xài vào cái tài khoản của TS2 này. http://192.168.6.8 này TS và chúng ta với tài khoản terminal của bạn TS2, của user TS2. Rồi, thì đây chúng ta mở đây. Với TS2 chúng ta cũng có mở ra. Ví dụ giả sử chúng ta đang làm trên TS2 đúng không? Với user TS2. Rồi ok, chúng ta thấy đây. Thì chúng ta có thể sửa cái file, đây là của TS2 đúng không ạ? Các bạn bỏ cái lần đầu tiên thì nó cần những yêu cầu, thế chúng ta bỏ hết cái tính năng này nhá. Rồi, chúng ta sẽ đây. Đấy, chúng ta thấy soạn thảo nó dùng gần gần như là chúng ta thì nhỉ, đang dùng Word ở trên máy của chúng ta đúng không? Đây đây là file của gì nhỉ? Của TS2 đúng không? Rồi xếp lại. Rồi, rồi xếp lại nhá. Rồi. Xong. Rồi thì bây giờ chúng ta mở cái terminal service này, server chúng ta thấy như nào? Ra đây chúng ta thấy. Ở đây có đây là các user này. Đây các user này, thế có user TS1, TS2 đúng không? Các bạn thấy đây TS2 này sẽ có cái gì nhỉ? Cái my document này. Đây là có file của TS2 lưu ở đây nhá, đúng không? Rồi, còn TS1 lưu ở đây này. Document nhá. Đấy TS1 lưu ở đây. Đấy, đúng không? Rồi, thế giả sử như là TS2 làm xong mấy hôm nữa các bạn ấy lại muốn lấy file Word ở trên đấy làm có được không? Được. Như vậy chúng ta nhìn đây nhá. Đây ví dụ đây chúng ta thoát ra. Cái này sếp của rồi TS2 của gì nhỉ? TS2 rồi đúng không? Bây giờ chúng ta làm việc với TS1 nhá, xem nó có lấy lại được cái file này không. Đây là TS1 đúng không bạn? Rồi, mấy hôm sau ví dụ như hôm nay bạn TS1 bạn làm xong mấy hôm sau bạn muốn lại gì nhỉ? Mở cái file code ra đúng không? Thì nó sẽ lưu ở đâu? Rồi, chúng ta click ở Word này. Các bạn ấn collect này. Đây TS1 đúng không? Rồi chúng ta chọn TS1, TS1 này. Rồi chúng ta mở nhá, chúng ta open này, chọn open này. Open này. Đấy thì đây chúng ta có thể lấy được đúng không? Đây chính là file cũ đúng không? Cái file cũ chúng ta làm đấy, đấy. Như vậy tính năng của như vậy vừa rồi tôi đã demo cho chúng ta xong cái gì nhỉ? Cái tính năng của Remote ARP triển khai một Remote ARP ở một chương trình ứng dụng từ xa, tức là chúng ta trên máy server chúng ta sẽ cài một cái phần mềm. Đấy, và chúng ta triển khai nó thành gì nhỉ? Chúng ta sẽ triển khai nó thành gọi là Remote ARP. Chúng ta sẽ triển khai nó thành Remote ARP và trên các máy khách chúng ta không cần phải cài cái phần mềm đấy nữa mà chúng ta chỉ cần truy cập qua cái địa chỉ của terminal server và chúng ta có thể làm việc, chúng ta sao lưu, chúng ta lấy lại việc công việc rất bình thường, không có gì cả đúng không? Chúng ta quay lại slide nhé.
Chúng ta từ cách thứ hai để triển khai là chúng ta trên cái máy cách triển khai Gmod AB qua file MSI, tức là chúng ta sẽ đóng gói trên cái server, chúng ta sẽ tạo một cái file MSI cài đặt và trên cái máy khách chúng ta cài đặt luôn cái file đấy. Cái file đấy kích thước rất nhỏ, ví dụ bộ Office mấy trăm mê thì cái file MSI chúng ta chỉ mấy chục ki thôi. Thế thì để làm thế nào để chúng ta để làm thế nào, bởi vì mỗi lần chúng ta muốn để không chúng ta muốn giả sử bây giờ cái trên các tất cả 50 máy khách, chúng ta không muốn là mỗi lần lại vào phải để dùng Word chúng ta phải gõ HTTP cái địa chỉ của server đó, đúng không? Thì chúng ta đơn giản chúng ta sẽ tạo một cái biểu tượng ở gì ở Word ở trên, chúng ta sẽ cài tạo một gói gọi gói MSI, chúng ta cài cái phần mềm ấy trên chính máy máy trạm của chúng ta là có thể triển khai combo C được, đúng không? Khi đó cái phần mềm rất nhỏ thôi, khoảng 100 ki nhỏ, chúng ta sẽ tạo cái file đấy và chúng ta sẽ cài trên, tự động nó cài trên các máy khách của chúng ta, và chúng ta có thể gì nhỉ, chúng ta chỉ cần kích vào cái biểu tượng ấy Word ở trên màn hình và tự động nó kết nối với terminal server thôi, chúng ta không cần gõ địa chỉ HTTP của terminal server nữa. Thì đấy nó gọi là cách triển khai ứng dụng qua MSI, được chưa nhỉ? Rồi, thế để triển khai ứng dụng qua MSI thì làm nào? Thì đầu tiên các bạn cũng phải vào remote AV manager, đúng không? Sau đó các bạn kích phải vào cái phần mềm, ví dụ bạn muốn triển khai phần mềm Word, các bạn chọn Word nhé. Các bạn chọn một Word này, các bạn sẽ chọn cho tôi ở bên cửa sổ bên phải này, các bạn chọn mục Create ở Windows Installer Packet Package, tức là chúng ta tạo một gói, đúng không? Các bạn chọn như thế nhé. Thế tiếp theo thì ở đây thì ở cái giao diện tiếp theo là nó nói là cái gì nhỉ, cái gói MSI nó mặc định sẽ được lưu ở đường dẫn C program Package A program đấy, nó sẽ lưu ở trong đây. Lưu trong đây để làm gì? Để tí nữa chúng ta share từ trên máy terminal server, chúng ta share cái thư mục này ra, đúng không? Sau đó chúng ta có thể cho các máy khách truy cập vào, chúng ta có thể copy hoặc là chúng ta có thể triển khai MSI cái gói MSI đấy trên tất cả máy khách, chúng ta có thể sử dụng MSI để triển khai phần mềm, đúng không? Đấy. Thế thì trên máy khách chúng ta có thể có hai cách. Một là các bạn có thể là tại các user các bạn có thể truy cập vào cái thư mục này để các bạn copy cái file Word này các bạn về cài, nó rất nhỏ 100 GB thôi. Đấy, hoặc các bạn có thể triển khai qua MSI. Đấy, các bạn copy và các bạn cài rất nhỏ. Thế sau khi cài xong ấy, sau khi cài xong ứng dụng này ấy, thì trên màn hình các máy khách của chúng ta, ví dụ đây là màn hình 7, thì các bạn chọn muốn mở Word trên server thì các bạn chỉ việc là chọn và start này, remote AV, các bạn chọn mục remote AV nhá, remote program, các bạn chọn cái tên chương trình cần cài và tự động nó sẽ cài, nó tự động chúng ta có thể dùng luôn cái gì đó và chúng ta không cần qua web nữa. Thế đấy là cái ưu điểm của gì nhỉ? Cái ưu điểm của sử dụng MSI, tức là chúng ta không phải đăng nhập vào trang web nữa mà chúng ta gì nhỉ, chỉ kích vào cái biểu tượng trên laptop thôi, mà trên cái máy client chúng ta không cần cài phần mềm Microsoft Office Word. Thế, tiếp tục tôi sẽ demo cho chúng ta cái tính năng này nhé. Rồi thì chúng ta làm như sau này, trên máy server chúng ta làm như sau. Các bạn này, các bạn kích vào cái file Word này, đúng không? Cái tên chương trình này, các bạn chọn là Create Windows. Đây các bạn mở to cái này nhá. Rồi Create Windows Installer, các bạn nhấp next nhá. Rồi, đây thì đây nó nói là C program là packet program là cái nơi là gì nhỉ? Nơi chứa gì? File MSI đúng không? Các bạn và cái cổng ở 3389 là cổng qua remote desktop đúng không? Các bạn nhấp next này. Rồi các bạn cái này ở chứa trong thư mục remote program, các bạn muốn tên thư mục gì các bạn đánh vào đấy cũng được. Các bạn nhấp next này. Rồi các bạn ấn finish này. Rồi, thế sau khi mà cài xong ấy thì tự động nó sinh ra một gói này, chúng ta thấy rất nhỏ đúng không? Đấy, gói này có 97K thôi, đúng không? Và các bạn copy cái có hai cách, một là các bạn có thể triển khai qua group MSI, các bạn triển khai phần mềm. Cách thứ hai các bạn copy cái này trên về cái máy gì nhỉ, các máy khách của mình các bạn cài. Sau đó các bạn chỉ cần truy cập kích vào cái biểu tượng Word ở trên màn hình của các bạn là nó sẽ gì nhỉ, kết nối đến server luôn. Đây ví dụ nhá, chúng ta sẽ share cái thư mục ra. Đúng không? Ta share thư mục ra. Các bạn share nhá. Share advanced setting này. Thôi các bạn share ra. Ok. Ok, hello. Rồi, các bạn share rồi. Thế trên máy khách cho tôi làm nào? Trên máy khách đây. Đây chúng ta đóng cái này vào nhá. Rồi, đóng cái này vào. Rồi, trên máy khách các bạn truy cập vào địa chỉ IP của máy terminal server 192.168.6.8.
Rồi ở đây chúng ta chọn một package program, đúng không? Các bạn cài cái này ra. Đấy, các bạn cài ra, các bạn run. Rồi, thế xong. Thế sau khi mình run xong rồi ấy thì là gì nhỉ? Là trên máy tính của mình có biểu tượng là program chương trình ấy, thì nó thêm một cái mục gọi là remote application program. Đấy. Tức là mình muốn và mình kích vào Word đây, mình chạy mình kích Word đây và chúng ta gì nhỉ? Chọn collect. Chúng ta gõ vào user password. Thì nó tự động nó kết nối với server. Đấy và bây giờ chúng ta có thể sử dụng Word. Đấy, chúng ta lại ghi đây là file của gì nhỉ? Của TS1 đúng không? Lần ngày khác đúng không? Ngày ví dụ ngày hôm nay ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27 tháng 7 này. Được chưa nhỉ? Ok, chúng ta có thể xếp lại nhá, xếp lại. Đấy, các bạn xếp lại. Đấy, xếp thì nó sẽ lưu trên đấy. Đây đây phải. Rồi, các bạn xếp lại rồi. Rồi, các bạn đóng lại này. Rồi, các bạn xem trên server cái file này lưu ở đâu này. Đấy, chúng ta thấy có hai file đúng không? TS1 sẽ có hai file đúng không? Rồi ok. Các bạn trên cái máy này các bạn có thể mở cái file cũ này, các bạn chọn. Rồi các bạn ấn collect này. Mật khẩu nhá. Rồi các bạn có thể cứ mở cái file cũ ra. Cũng được. Đây các bạn open này. Các bạn open mở file cũ nhá. Đây file cũ này. Đây hai file đúng không? Rồi đây. Chúng ta có thể xem cái này ngày nào cũ đúng không? Date này. Đây file 2 đúng không? Collect nhá. Rồi. Chúng ta có thể mở file cũ này. File cũ của ở đây bạn này. Đây đúng không? Đấy cái file cũ. Ok. Đấy như vậy là tôi đã demo cho chúng ta cái cách thức gì nhỉ? Cách thức triển khai một cái dịch vụ remote AP qua thì nhỉ, qua đóng gói bằng máy đi. Chúng ta quay lại bài học.